Đây bỏ phân dưa luôn nha anh em. Đây anh em không biết là anh em sử dụng phân loại nào không biết. Ở đây thì cái độ xanh tốt vậy để Tấn quay tiếp chia sẻ cái loại phân nè. Đấy, cái phân xanh nha mọi người. Đây cái hiệu phân này. 20-20-15 nha mọi người. Nguyên liệu ngoại gì đây? Nguyên liệu ngoại nhập 100% nha cả nhà. Đấy, trộn với DB nha. Đấy cái độ xanh như thế này với cái độ cây như thế này thì anh em thấy bỏ phân này có hợp lý hay không nha. Đây. Chia sẻ chút cho anh em tham khảo về cái phân này thôi. Đây nè. Thì pha cái phân xanh này nó ít hơn DB một chút nha cả nhà. Đây, DB nè, DB hạt đen đen nè. Bỏ lỗ nha, bỏ lỗ rồi bắt đầu mình tưới tay. Còn hai đợt trước là hồ phân nha mọi người. Bỏ lỗ ra đợt này được 2 lần rồi. Hôm bữa bỏ lỗ bên kia, nay bỏ lỗ bên này. Đấy. Cái phân xanh đó với lại cái DB chỉ có hai loại phân này thôi. Ở đây đa số là anh em đánh hai cái loại phân này nha cả nhà. Chứ không ít có đánh phân khác đó. Phân khác thì mai mốt lớn có trái nữa thì mới tính nữa nha. Cái phân xanh này dễ tan lắm, trên bạc có một tí nước này nó cũng tan rồi nè. Để nó tan nè. Để nó tan nó ướt ướt cái bạc nè. Cái phân xanh thì mau tan lắm, còn cái DB nó dẻo dẻo đó. Đây. Mình bỏ xong cái là mình tưới nước qua cái là tan hết luôn mọi người. Đấy. Dục lỗ vậy nha cả nhà. Phân xanh với phân đen. Đấy. Trong cái bao này trộn rồi nè. DAB. Đây, cái lá này nó dính tí cái thuốc ấy nè. Mình ngừa cái mắt côi với chết heo. Đây, đang bỏ phân thì ông xịt rồi tắt máy nữa mọi người. Đi máy cái đó. Cái nó này cũng thuốc từ sau nè. Đấy, cái thuốc này hay lắm nha mọi người. Thuốc này từ sau nè, bỏ phấn trắng, bỏ tỉ được sát vào hay lắm. Còn cái video xịt thuốc này thì Tấn có chia sẻ đó nha. Mọi người xem cái video xịt thuốc về phòng ngừa cái bệnh đi. Còn cái này đang bỏ phân, mình lên quay thấy phân tiếp nha. Đấy, bên này xịt. Bên này bỏ phân. Đấy, bỏ phân 20-15. 20-20-15 phân xanh nha cả nhà. Nó là cái dạng ure xanh nhưng mà nó là Navica xanh đấy. Để nó mau tan như ure. Bên xịt bên bỏ phân nha. Đấy mọi người nhìn cái dạng lá với cái dạng cây nha. Ở cái phân bón này nó như thế nào? Có đúng có được không cả nhà? Đấy đang ngừa xịt vậy thôi chứ đố mắt cô là chưa có nha. Có cái đất này thì mình làm nhanh quá thì nó còn cái vi khuẩn virus ở cái mùa trước, nó có chết rù một mớ dây nha mọi người. Đấy, như mấy cái hàng này là đầy lưới nè, mọi người thấy nó đang nằm lưới nha, đầy lưới đen nè. Như hàng này là không có bị cái gì hết nè. Đấy. Ở trước rồi nè. Đấy, phần rồi, chắc cũng Tấn chia sẻ vậy thôi. Tấn kết thúc video đây để mọi người tham khảo cái phân này mọi người xài nha. Rồi mọi người ở chỗ khác bỏ cái phân gì thì cho anh em biết nha. Đấy, bỏ cái phân gì mà nó lớn nhanh bền vàng thì mình giao lưu nha cả nhà. Dưa này thì đang bó hoa thôi. Đấy,
Rồi chúc mọi người luôn mạnh khỏe thành công nha. Chúc video đây.